Xin chào tất cả mọi người đã quay lại video tiếp theo của anh Túc Crypto. Tiếp theo đến video này thì Túc chia sẻ với anh em một cái dự án chúng ta kiếm 6.000, được chưa? Khi chúng ta làm chúng ta kiếm được 6.000 cái đồng TXR này. Theo thông tin dự án được biết thì mình được biết thì đến tháng 6 này nó chính thức nó ra mắt mã thông báo XR. Thế thì như anh em có thể thấy trên màn hình, bạn ấy sớm hãy đăng ký tài khoản của bạn và nhận phần thưởng là 1.500, và anh em sẽ làm tất cả các nhiệm vụ xã hội nữa để chúng ta nhận thêm nữa, là tổng cộng là gói gọn là 6.000 cái đồng TXR nha. Thì đến tháng 6 này chúng ta sẽ là nó sẽ ra mắt mã thông báo XR. Thì như anh em trên kênh mình cũng thừa biết là đi săn trí chỗ tít cũng như là làm aerobic ấy cũng là phải là đường trường ấy, dài, được chưa? Chứ không phải ăn luôn không có, ăn luôn không có, thẳng anh em thế. Ăn luôn không bao giờ, làm kèo ăn luôn không khó lắm, được chưa? Đấy, làm kèo ăn luôn thì khó lắm, nên là anh em gọi là phải làm thì chờ thôi, đi đường trường mà, được chưa? Chờ trung tâm dự án này như thế nào đó thì mình cập nhật thêm. Ok, thì mình sẽ hướng dẫn anh em đăng ký và chúng ta sẽ làm thêm một số cái nhiệm vụ mạng xã hội nữa để chúng ta kiếm 6.000 cái đồng XR này nhá. XR đến từ dự án Swagger Game này nhá. Cái này nằm về mảng game anh em nhá. Ok, thì sau đó thì anh em sẽ nhập cái Gmail của mình của anh em vào nhá. Gmail của ai người nhập nhá, để nhập giống Gmail của mình là dở hơi quá, để dở cái phần đăng nhập cho mình này. Rồi, sau đó thì chúng ta sẽ kiểm tra Gmail nó gửi về Gmail của anh em này. Đây em kích vào cho mình này. Cái phần continue cho mình này. Rồi, tiếp sau đó thì mở trong Kiwi Browser này. Chờ nó đăng nhập này. Anh em không thấy thì có thể vào thư rác nha. Lâu như vậy. Rồi khi vào thì nó sẽ nó hiện cái giao diện như trên này. Đây là cái mã mời của mình, được chưa? Mình có để dưới phần mô tả hoặc trong cái nhóm Telegram của mình để anh em sao chép, anh em sẽ dán vào. Ok, thì nó hiện ra tất cả cái này, mình đồng ý nhá, hiện ra tất cả các nhiệm vụ này, được chưa? Thì nó hiện cái Gmail của anh em gần đây thì tất cả là có 21 cái nhiệm vụ đây. Thế chứ mình gọi là mình hoàn thành một nhiệm vụ nó mở khóa này. Và ok, tiếp theo liên kết tài khoản nick này, cái phần bắt đầu cho mình này. Rồi nó sẽ chờ anh em chờ một lúc ấy, đang loát này. Rồi em kích vào phần app cho mình này. Rồi chờ một lúc để nó liên kết không. Rồi ok, đã liên kết thành công. Anh em thấy là chúng ta đã nhận được là 1.500 này. Tiếp tục là làm nhiệm vụ tiếp theo. Khi mà cái nhiệm vụ hoàn thành thì nó đánh dấu với xanh AV tích xanh như vậy nha. Vụ là follow và kích vào start là nhận 200 này. Tiếp tục các nhiệm vụ anh em làm tương tự như bước đầu mình hướng dẫn nha. Vì cái này khá nhiều nhiệm vụ đi chợ, mình làm có mà hàng tiếng đồng hồ. làm mình làm chậm lắm, đi chợ đang bận khá nhiều việc đấy. Nó cũng chỉ có thế thôi, làm các nhiệm vụ sơ sổ của nó thôi, được chưa? Còn cái phần code luôn nhỉ, cái phần này. Rồi còn cái phần nhập mã code này, anh em nhập cái mã của mình rồi nha, 150 để chúng ta nhập cái mã code của mình này, mã code mình ở trên này, anh em nhập vào, được chưa? D2DACB2A57 này. Nhập vào, anh em sẽ dán vào có sao chép trên Telegram em, group của mình, anh em sẽ dán vào để chúng ta nhận được là 100 cái đồng TX này nha. Ok dạ, một cục kèo khá là ngon, mình muốn gửi tới anh em. Ok, video này mình gửi tới anh em từ dự án chúng ta sẽ nhận cái đồng TXR nha. Từ dự án này đến tháng 6 nó chính thức nó ra token. Anh em làm hết nhiệm vụ cho mình nha, mình gửi tới anh em, mình gặp anh em video tiếp theo nha. Có gì không hiểu thì anh em có thể comment bên dưới, anh Túc Crypto sẽ hỗ trợ anh em nha. Bây giờ gặp chào tất cả mọi người ạ, mọi người video tiếp theo.